Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lo tự diễn biến, báo công an đòi dân chủ mà không cần đa nguyên, đa đảng. Mạng của báo công an nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài viết khẳng định Việt Nam là một nước dân chủ dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản và không cần có đa nguyên, đa đảng. Bài báo trên được đăng tải vào hôm 27 tháng 12, chỉ sau ngày kỷ niệm 30 năm sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết có một ngày. Nội dung của bài báo tập trung vào việc phản bác các quan điểm cho rằng Việt Nam không có dân chủ bởi do Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo. Ngoài ra, bài viết cũng đưa ra lời biện hộ rằng ở Việt Nam thực tế tồn tại chế độ dân chủ, được gọi là dân chủ, nhân dân hướng theo con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. Sau cùng thì tác giả Phan Dương kết luận rằng không nhất thiết phải có đa nguyên, đa đảng thì mới có dân chủ, mà dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nền dân chủ thậm chí còn được đảm bảo và phát huy sâu rộng trong thực tế. Đây là hình ảnh tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền. Ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính vào hôm 31 tháng 10 cũng tuyên bố với kiều bào ở Anh Quốc, ông còn có nói thêm rằng nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân. Trước lập luận trên của cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, ông luật sư Nguyễn Văn Đài, người sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, đã cho Đài Á Châu Tự Do biết quan điểm của mình như sau. Bài báo này không chỉ nhân dịp kỷ niệm 30 năm Liên Xô, Xô Viết sụp đổ, mà còn ra cùng ngày mà họ tổ chức Hội nghị Công an Toàn quốc. Đây là một trong những hội nghị rất quan trọng. Cho nên họ gửi một cái thông điệp rõ ràng là các lực lượng công an, an ninh, cảnh sát ở Việt Nam phải bảo vệ bằng được chế độ độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời thì họ cũng nói với người dân rằng là họ khẳng định và sẽ bảo vệ cho cái chế độ độc đảng này. Luật sư Nguyễn Văn Đài hiện đang sinh sống ở nước Đức, một quốc gia đã từng trải qua thời kỳ bị Đảng Cộng sản cai trị ở nửa phía đông. Ông Nguyễn Văn Đài cho biết rằng đối với các chế độ độc tài, trong đó có Việt Nam, thì vai trò của lực lượng công an là rất quan trọng. Ông nói tiếp, trong tất cả các chế độ độc tài thì lực lượng cảnh sát, công an ninh nắm vai trò quyết định trong việc bảo vệ chế độ đó. Ngay như ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày hôm qua khi tham dự hội nghị lần thứ 77 của ngành công an thì đã nói là lực lượng công an là thanh kiếm thì phải sắc, là chắc thì phải vững để bảo vệ bằng được đảng và chế độ. Cho nên trong các chế độ độc tài thì vai trò của lực lượng công an là như vậy, và họ luôn luôn coi là nếu lực lượng công an mà không đủ khả năng bảo vệ chế độ thì tất cả các chế độ độc tài đều sụp đổ thôi. Tuy bài báo trên trang báo của Bộ Công an cho rằng Đảng Cộng sản phải đảm bảo và phát huy dân chủ ở Việt Nam, nhưng trên thực tế chính quyền Việt Nam trong những năm qua đã bắt và bỏ tù hàng trăm người đấu tranh dân chủ và nhân quyền. Đây là hình ảnh một mặt Việt Nam rêu rao với thế giới là có dân chủ, một mặt thì bắt bỏ tù hàng loạt các nhà bất đồng chính kiến. Bình luận về sự mâu thuẫn này, ông Nguyễn Tiến Trung, một cựu tù nhân chính trị từ Sài Gòn cho Đài Tiếng Nói AFA biết quan điểm của ứng dụng chất trên điện thoại di động như sau. Họ phải biện minh Việt Nam có dân chủ để tiếp tục lừa những ai vẫn còn tin vào lý thuyết dân chủ xã hội chủ nghĩa của họ. Việc biện minh cho chế độ độc đảng toàn trị là dân chủ xã hội chủ nghĩa là điều cốt tử của chế độ, với bất kỳ chế độ chính trị nào cũng cần duy trì tính chính danh trong mắt người dân và quốc tế. Tính chính danh ở thời điểm hiện tại là một chế độ được sinh ra từ thể chế bầu cử dân chủ đa đảng, có định kỳ để người dân được lựa chọn các cá nhân, đảng phái và lãnh đạo quốc gia trong một thời kỳ nhất định. Do không có yếu tố bầu cử đa đảng nên nhà cầm quyền phải biện minh rằng việc vòng vo, ngụy biện như đã nói ở trên. Và những ai chỉ ra những sự thật đơn giản, hiển nhiên về thể chế dân chủ thực sự sẽ là cái gai trong mắt nhà cầm quyền. Và nhà cầm quyền sẽ đàn áp, sách nhiễu, bắt bớ những con người đấu tranh dân chủ dũng cảm đó để dập tắt những tiếng nói trung thực, không để động viên và thông điệp của những người dân chủ đến với đa số người dân, và cũng là để răn đe bất kỳ ai sắp dũng cảm bước ra, cất lên tiếng nói trung thực về thể chế chính trị hiện tại. Được biết, chính quyền Việt Nam trong năm 2021 đã bắt giữ khoảng 40 người với các cáo buộc tội danh như phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước hay là lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước. Đây là hình ảnh ông Vũ Tiến Chi ở Lâm Đồng đã bị nhà cầm quyền tuyên án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước vào hôm 30 tháng 3. Chỉ trong tháng 12, Tòa án Hà Nội và Nam Định tuyên tổng cộng án sơ thẩm 35 năm tù đối với 4 nhà báo và nhà hoạt động. Ngoài ra, ông Vũ Tiến Chi ở Lâm Đồng cũng bị tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù giam trong một phiên tòa ít được chú ý. Tòa án Hà Nội cũng sẽ đưa nhà báo công dân Lê Trọng Hùng ra xét xử trong ngày cuối cùng của năm 2021. Ông này bị bắt sau khi nộp đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Ban tuyên giáo Trung ương thì nói rằng phản động lợi dụng dịch COVID-19 để chống phá đảng. Cũng hôm 23 tháng 12, lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu rằng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để tăng các hoạt động chống phá đảng, nhà nước. Trang Thanh Niên dẫn lời ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, phát biểu như trên tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo vào năm 2021. Ông Môn nói rằng nhờ vào công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên không gian mạng đã có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó phát hiện trước mỗi sự kiện lớn của đất nước và đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, các lực lượng thù địch, phản động đã gia tăng hoạt động chống phá đảng và nhà nước. Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương phát biểu rằng các đối tượng thế lực này với phương thức hoạt động mới là lợi dụng các vấn đề an sinh xã hội để tổ chức các hoạt động công kích, hòng làm giảm uy tín niềm tin của nhân dân vào chế độ, gây mất đoàn kết, chia rẽ lực lượng công an và quân đội, bác bỏ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang. Đây là hình ảnh trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố rằng bộ xét nghiệm của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận mới đây, dư luận lại khám phá ra rằng thông tin này hoàn toàn sai sự thật, nên báo mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải gỡ bỏ bài. Và các nhà hoạt động tại Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Trần Bang đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ như sau. Đó là khẩu khí thường xuyên của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng. Người dân đâu có chống phá ai, họ chỉ nói sự thật. Khi người dân nói lên sự thật thì người ta lại chụp mũ là chống phá để khỏa lấp lỗi trong việc chống dịch kém, ví dụ như tập trung cách ly, hô hào, bắt làm test, rồi bây giờ bùng ra cái chuyện test kit các thứ được mua với giá quá cao. Đây là do tham nhũng, do cả hệ thống. Còn bác sĩ Đinh Đức Long ở Thành phố Hồ Chí Minh thì nêu nhận định của mình như sau. Ban tuyên giáo là cơ quan tuyên huấn của Đảng, họ không phải là tòa án. Nếu họ nói ai là thế lực thù địch, ai đã lợi dụng dịch COVID-19 để chống phá thì họ nên khởi kiện người đó. Chứ họ nói như vậy thôi thì chưa có thuyết phục. Người ta có thể hiểu nhầm rằng họ đã lạm dụng quyền của mình. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu trực tuyến cho hay trong đợt dịch COVID-19 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 3.036 tin giả, thông tin sai sự thật do các thế lực thù địch, phản động phát tán trên không gian mạng. Bối cảnh dịch COVID-19 đặt ra những vấn đề mới chưa có tiền lệ và những nhiệm vụ mới đối với công tác tuyên giáo, ông Môn nói. Đây là hình ảnh các trang của Đảng đồng loạt nổ bom về vụ xét nghiệm dởm. Tuyên giáo thì nói bộ xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Còn đài truyền hình Trung ương Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Tờ báo Thanh Niên lại nổ rằng Tổ chức Y Thế Giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân Y để chia sẻ kinh nghiệm, vân vân. Tất cả đều là dối trá và tiếp tay cho Việt Á bung hàng bộ xét nghiệm dở bán khắp nơi, đem đến cái chết của rất nhiều người. Bác sĩ Đinh Đức Long nói thêm rằng, nếu nói là lợi dụng dịch COVID thì chính các cán bộ nhà nước trực tiếp chỉ đạo vụ test kit Việt Á đang gây xôn xao dư luận, hay một ông bí thư phường ở Bình Dương, cán bộ chỉ đạo cưỡng chế bà Hoàng Thị Phương Lan đi xét nghiệm COVID-19 vào hồi tháng 9 mới thực sự là người đã lợi dụng. Chính các cán bộ trực tiếp chỉ đạo vụ test kit này như ông bí thư phường ở Bình Dương vào phá nhà người ta mới chính là người lợi dụng. Sao các ông không xử lý?
và càng ngày càng cho thấy rằng khả năng quản trị của chính phủ trong dịch Covid này là rất kém. Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng nói rằng cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu các cấp, phải gương mẫu tự giác, làm trước tự soi lại mình, đơn vị của mình, gia đình mình, cái gì đã làm tốt, cái gì chưa tốt và tại sao. Trên cơ sở đó, tự mình điều chỉnh, sửa chữa, khắc phục. Ngăn chặn tình trạng lợi dụng kiểm điểm phê bình để đấu đá hạ bệ nhau với những động cơ không trong sáng. Ông Thưởng nói thêm. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Vụ Việt Á, Mặt trận Tổ quốc đòi truy trách nhiệm hai bộ Y tế, Khoa học và Công nghệ. Một số ủy viên của Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào hôm 27 tháng 12 đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của hai bộ Y tế, Khoa học, Công nghệ liên quan đến vụ bê bối về vụ xét nghiệm COVID-19 dởm của công ty Việt Á. Mặt trận Tổ quốc chính là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý các tổ chức chính trị, xã hội ở Việt Nam. Các báo trong nước cũng dẫn lời ông Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, lưu ý rằng thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đặc biệt là trong các hoạt động phòng chống COVID-19, và những diễn biến đó đã làm cho nhân dân hoang mang, lo lắng. Đây là hình ảnh bản tin video của kênh VTC14 đưa tin Giám đốc CDC Nghệ An, ông Nguyễn Văn Định vào hôm 22 tháng 12 đã ra tự thú với cơ quan công an vì liên quan đến công ty Việt Á. Ông Trình, từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, liệt kê một loạt các vụ việc đã xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội và mới đây nhất là vụ của công ty Việt Á bị cáo buộc là thổi giá và hối lộ để bán các bộ xét nghiệm dính líu đến nhiều cơ quan y tế và CDC các tỉnh, thành phố, cũng như một số bộ, ngành ở cấp trung ương. Vị quan chức của Mặt trận Tổ quốc này gọi đó là hành vi lấy cả nỗi đau, cái chết của con người để làm phương tiện tham nhũng, theo tường thuật của báo chí trong nước chia sẻ. Vẫn ông Trình đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế liên quan đến công việc của công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm và trục lợi. Bên cạnh đó, vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đòi phải làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã đề xuất việc khen thưởng huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á. Ông Trình lập luận rằng động thái đó có thể xem như là một sự thừa nhận, bao che, tạo điều kiện cho Việt Á làm những việc sai trái, lừa dối nhân dân, tham nhũng tiền của nhà nước. Báo chí dẫn lời ông Trình cáo buộc rằng các CDC, bệnh viện, trung tâm y tế đã cấu kết với Việt Á để tham nhũng hàng tỷ đồng với hàng chục tỷ tiền của nhà nước mà trước mắt đã được xác minh. Công an nói khi doanh thu của công ty Việt Á từ bán kit test lên tới 4.000 tỷ đồng. Và một số nhà quan sát đưa ra tính toán rằng nếu các quan chức liên quan được hưởng ít nhất 20% giá trị hợp đồng khi các cơ quan, đơn vị của họ mua hàng của Việt Á, số tiền chia chác đút túi cá nhân phải lên đến 800 tỷ đồng. Tính toán này dựa trên thông tin từ điều tra ban đầu của công an cho thấy Việt Á đã chi tiền phần trăm hợp đồng cho các lãnh đạo các bệnh viện, các CDC của các tỉnh và thành phố. Đây là hình ảnh thủ quỹ của công ty Việt Á, bà Phan Tôn Nguyên Thảo khai rằng công ty Việt Á đã chi tiền cho các đơn vị như CDC Nghệ An, Hải Dương, nhiều đơn vị y tế, bệnh viện, vân vân, các đơn hàng mua bán kit test COVID, thiết bị y tế với số tiền rất nhiều, tùy vào lượng hàng ít thì khoảng 500 triệu đồng, nhiều thì cả trăm tỷ trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, chỉ riêng với CDC của tỉnh Hải Dương, Việt Á có các hợp đồng đạt tổng giá trị tới 151 tỷ đồng và lãnh đạo Việt Á đã chi riêng gần 30 tỷ đồng cho giám đốc của CDC này, tức là tương đương với 20% giá trị hợp đồng. Trong cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào ngày 27 tháng 12, ông Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch phát biểu rằng nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước phải làm rõ vi phạm đến mức phải xử lý theo quy định của pháp luật thì phải xử lý nghiêm minh với những cơ quan, tổ chức có liên quan tới vụ việc này. Một ủy viên khác, ông Lê Truyền cũng đưa ra quan sát rằng khi nhà chức trách càng điều tra thêm về vụ việc, càng thấy rằng nó lớn và nguy hại. Báo chí trong nước trích lời của ủy viên Truyền nói rằng
đây là một thứ lừa đảo nhân dân, lừa đảo ngay trong cơ quan nhà nước. Và ông nhấn mạnh rằng người dân phản ứng rất dữ dội, vì vậy mặt trận cần phải đưa các thông tin đó vào bản báo cáo tổng hợp tình hình nhân dân năm 2021. Tham gia cuộc họp, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim đề nghị rằng mặt trận Tổ quốc phải có ý kiến ngay về vụ việc Việt Á, chứ không chờ tới khi mọi việc xong xuôi rồi mới lên tiếng. Lần ngược thời gian, không ít người đặt câu hỏi, phải chăng vì những lợi lộc chia chác mà ngành y tế nhiều lần đặt ra yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, thậm chí áp dụng các biện pháp cưỡng chế xét nghiệm trong vòng năm qua, dẫn đến một số vụ việc gây bất bình to lớn và bị lên án là dã man, phi nhân tính, vi phạm tự do thân thể hoặc xâm phạm tư gia của công dân. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm. Chia sẻ với đài VTC News, đại biểu Quốc hội khóa 14 Phạm Thị Minh Hiền là Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phú Yên nhấn mạnh rằng hồ sơ sản phẩm kit test của Việt Á bị Tổ chức Y tế Thế giới WHO loại ngay từ đầu vì không cung cấp được chứng nhận quản lý chất lượng ISO cho sản phẩm y tế, có nghĩa là chưa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận cho lưu hành tự do. Thế nhưng sự nhanh nhẩu không cần thiết của Bộ Khoa học và Công nghệ khi vội vàng ra thông báo trên trang web của Bộ kèm theo thông tin về năng lực sản xuất cung ứng sản phẩm của Việt Á cho thị trường trong nước và quốc tế, rồi sau đó lại âm thầm gỡ bỏ, thật sự đã tạo ra một câu chuyện bi hài cho vụ việc này. Ông nói, tôi thiết nghĩ Bộ Khoa học và Công nghệ cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm của mình trong vụ án gây chấn động này. Không ai chấp nhận được cách chống chế sau đó của Bộ là do sự nhầm lẫn thông tin. Cách giải thích đó càng cho thấy khả năng xử lý thông tin yếu kém của một bộ đóng vai trò quan trọng trong việc giám định đánh giá tiêu chuẩn sản phẩm được sản xuất theo quy trình công nghệ. Bà Hiền đã bày tỏ như vậy. Bà Phạm Thị Minh Hiền cũng cho rằng cần phải làm rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ với nhiều vấn đề liên quan trong vụ việc này. Thứ nhất là căn cứ vào đâu để Bộ công bố những thông tin không chính xác về bộ kit test của Việt Á. Đây có đúng là sự nhầm lẫn hay là có ý đồ gì khác hay không? Thứ hai là trách nhiệm của Bộ Khoa học Công nghệ là Hội đồng Khoa học Công nghệ Quốc gia tới đâu trong việc thông qua hồ sơ đánh giá kết quả nghiên cứu chế tạo bộ kit test theo tỷ lệ 8/8, tức là 100% thành viên đồng ý thông qua và nhất trí kiến nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Để giờ đây dư luận ngã ngửa vì hiện trạng thực tế và năng lực sản xuất kit test của công ty Việt Á. Đây là hình ảnh trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng công bố rằng bộ xét nghiệm của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận, này vừa mới bị gỡ bỏ thông tin như hình bên phải. Thật là một sự dối trá từ dưới lên trên và từ trung ương đến địa phương. Thứ ba là tại sao khi Tổ chức Y tế Thế giới có thông báo chính thức sản phẩm của Việt Á không đáp ứng tiêu chuẩn và không được chấp nhận lưu hành tự do, thì Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như Bộ Y tế lại bỏ lơ thông tin này, không có động thái hay kiến nghị tạm dừng lưu hành bộ kit test của Việt Á. Tiếp theo, thứ tư là dư luận đặt câu hỏi liệu rằng cả hai bộ và những người trực tiếp tham gia quy trình giám định, xét nghiệm cũng như các bộ phận có trách nhiệm liên quan có thật sự vô tư và vô can trong vụ việc lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính của công ty Việt Á hay không. Và những vấn đề nêu trên có được xét là hành động tiếp tay của hai bộ này hay không, rất cần được cơ quan công an điều tra làm sáng tỏ. Bà Phạm Thị Minh Hiền đã bày tỏ quan điểm của mình. Nói thêm về bê bối kit test COVID-19 của công ty Việt Á, bà Hiền cho rằng vụ việc đã thật sự như một cú đâm quá mạnh, xuyên thủng lòng tin của nhân dân và thậm chí gây hoang mang cả hệ thống phòng chống dịch ở các cấp. Bà nói, tôi tin chắc rằng không phải ai tham gia vào lực lượng tuyến đầu cũng đều hiểu rõ quy trình luồn lách như con lươn chạch của bộ kit test này. Trong suốt 2 năm ròng rã, các đội hình y bác sĩ và cả những đội hình khác đã lao lực và gần như kiệt sức nơi tâm dịch để tham gia bảo vệ sức khỏe của người dân một cách đúng nghĩa, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được một chế độ hỗ trợ tương xứng, thậm chí có nơi bác sĩ chuyển về nhận lương cơ bản. Vậy mà vẫn có những thành phần ăn không chừa một thứ gì từ đại dịch, trục lợi bất chính trên nỗi mất mát và đau đớn tột cùng của đồng bào của mình, lọc lừa xuyên cả hệ thống quản lý nhà nước mà đó có đầy đủ bộ máy tham mưu giúp việc, gác cổng và chuyên môn cho chính phủ như thế. Bà Hiền bức xúc chia sẻ. Đây là hình ảnh
biếm họa của La Thanh Hiền về sự kiện lạm phát chọc ngoáy mũi xét nghiệm COVID-19 của Bộ Y tế với dòng chữ lỗ mũi chính là nguồn tài nguyên vô tận của nước ta. Và đánh giá rất cao và sự cuộc quyết liệt của cơ quan điều tra công an, bà Hiền cho rằng sâu chuỗi lại các dữ kiện quan trọng đã được các cơ quan truyền thông đưa tin, quả thật rất khó chấp nhận những sơ suất hay sai sót của các cơ quan quản lý, nhà nước, cấp bộ trong vụ việc này. Bà nói, bởi hồ sơ của một sản phẩm thiết bị y tế muốn lưu hành thì phải qua rất nhiều khâu sát hạch tiêu chuẩn của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ mới được cấp phép. Riêng đối với bộ kit test của Việt Á, hồ sơ sản phẩm chưa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận cho lưu hành tự do nhưng đã tùy tiện thao túng thị trường với giá trên trời ngay trong lúc các nơi đều gặp khó khăn lúng túng trong việc mua sắm thiết bị y tế. Ấy thế mà lại có những bộ sậu liên quan đến công ty Việt Á thản nhiên bỏ túi riêng tiền tỷ. Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều sự thật được phơi bày nếu cơ quan chức năng vào cuộc, bà Hiền nhận định. Bà Phạm Thị Minh Hiền cũng mong muốn cơ quan điều tra của Bộ Công an tiếp tục làm rõ hành vi gian dối, từng đường đi nước bước của các đơn vị cá nhân lợi dụng dịch bệnh, hút máu ngân sách, móc túi người dân. Cùng với đó là đánh giá những hậu quả gây thiệt hại nặng nề về con người và vật chất. Hành vi lợi dụng chủ trương phòng chống dịch của nhóm lợi ích để ung dung làm giàu trong sự kiệt quệ, chống đỡ yếu ớt của người dân trước dịch bệnh, để rồi thiệt thòi người dân và doanh nghiệp phải gánh chịu, thiệt hại cho ngân sách quốc gia phải gánh chịu, và tôi cho đó là hành vi độc ác, bà Hiền bày tỏ.